Ngày 15 tháng 2 năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Công an thành phố Đồng Hới và các đơn vị liên quan bắt giữ một nghi phạm khi người này đang tàn trữ hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc. Cụ thể, lúc 14 giờ cùng ngày, các trinh sát đã bắt quả tang Nguyễn Hùng Anh, 19 tuổi, ở tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, khi người này đang vận chuyển một thùng cắt tông đến phòng trọ của mình. Trước đó, Hùng Anh đã nhận chiếc thùng này từ một xe ô tô giao hàng. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện lượng lớn chất ma túy được ngụy trang cất giấu tinh vi trong các túi ni lông hộp nhựa chứa bánh kẹo mỹ phẩm. Được biết, Nguyễn Hùng Anh có liên quan đến đường dây mua bán tàn trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn, hoạt động liên tỉnh với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi vừa bị lực lượng công an triệt xóa vào tháng 1 năm 2024. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.